Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Anh Bốn Vlog của Bốn nha. Thì kênh của Bốn á, thì chủ yếu làm về từ thiện. Nhưng cũng có đôi lúc á, Bốn sẽ đi trải nghiệm check in một số cái cảnh đẹp của Tây Nguyên, review ẩm thực của Tây Nguyên. Vì thế nhân dịp lễ ngày 2 tháng 9 này á, thì đêm qua Bốn đã cùng với một cái nhóm bạn đi lên một nơi rất là cao của khu du lịch Măng Đen để săn mây. Mời mọi người cùng với Bốn theo dõi thử Bốn có săn được mây hay không nha. Rồi, mời mọi người cùng theo dõi. Thị trấn Măng Đen nằm ở phía nam huyện Kon Plông. Trên cao nguyên Măng Đen thuộc tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 50 km, với độ cao 1.200 m so với mực nước biển. Măng Đen có khí hậu miền núi ôn hòa mát mẻ, có rất nhiều địa điểm để săn mây đẹp. Hôm nay Bốn sẽ đi săn mây ở trên một cái đỉnh núi, mong là sẽ săn được mây để có những tấm ảnh đẹp nha. Đây là quang cảnh của nơi mà Bốn sẽ cắm trại đêm nay nha. Nó rất là cao luôn. Bây giờ Bốn sẽ đặt máy quay để cùng với mọi người dựng trại nha. Bung lều dựng trại. Rồi xong. Bốn và mọi người đã bung lều đồ xong các thứ, đã bưng đồ xuống. Thì bây giờ trời cũng chuẩn bị tối rồi, thì Bốn và mọi người sẽ nhóm lửa nha, để đốt lửa trại nha. Rồi lay hoay nãy giờ thì lửa nó cũng đã cháy và trời thì cũng đã tối. Bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị thức ăn để ăn tối nay nhé. Vì là cắm trại á, nên là bọn mình có mở nhạc các thứ nữa, nên là Bốn không có mở tiếng của cắm trại. Bốn sẽ thu âm lại một chút xíu. Rồi bây giờ tất cả cũng đã chuẩn bị xong rồi, mời tất cả mọi người đặt tiệc cùng với bọn mình nha. Rồi, bây giờ cũng đã qua 12 giờ và chính thức hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9. Thì hôm nay là sinh nhật của một bạn ở trong nhóm của mình. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ chúc mừng sinh nhật của bạn Cường nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Được đón sinh nhật ở trên một đỉnh núi rất là cao và có một vài người bạn thân thì thật là ý nghĩa. Rồi chơi vui rồi, bây giờ bọn mình sẽ ngồi nói chuyện và nướng bắp và khoai lang ăn nha các bạn, để chờ trời sáng. Rồi bây giờ cũng 4 giờ sáng rồi nha mọi người. Thì có một cái nhóm sinh viên đã từ con rẫy đi lên trên này để cùng săn mây. Một nhóm khác nha. Mọi người ơi, bón sang mây thất bại rồi. Hiện tại ở đây á, thì bắt đầu 4 giờ sáng thì bón đã dày rồi, nhưng mà trời ở đây sương mù rất là nhiều nhưng mà không có mây. Mấy bữa thì mây nhiều lắm nhưng mà hôm nay không có mây, toàn là sương mù thôi. Rồi, vậy để hẹn khi dịp khác bón quay lại sang tiếp nha. Sang được mới thôi nha. Rồi, chào mọi người nha.